Bộ Tài chính, Chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 50 di tích không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có Chùa Ba Vàng ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 21 tháng 7 về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, có 50 di tích không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có Chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá là ngôi chùa có số thu công đức cao. Với các chùa không có báo cáo, Bộ Tài chính dẫn khoản 2, điều 18, thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra nhiều số tiền công đức không hợp lý của một số di tích lớn. Cụ thể, tại khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử, số thu tiền công đức năm 2022 là 3,7 tỷ đồng dường như không hợp lý vì nó chỉ tương đương số thu tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng 3,3 tỷ đồng, thấp hơn so với số thu tại đền Thánh Mẫu, di tích cấp tỉnh ở phường Trà Cổ Móng Cái 5,8 tỷ đồng và chưa bằng 1/5 số thu tại đền Cửa Ông 20,1 tỷ đồng. Ngoài ra, theo số liệu do Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cung cấp, từ năm 2007 đến tháng 4 năm 2023, tổng thu tiền hòm công đức là 287 tỷ đồng, tổng chi khoảng 638 tỷ đồng. Bộ cho rằng số thu tiền công đức thực tế cao hơn số thu nêu trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra ít nhất khoảng 351 tỷ đồng. Nếu tính số thu bằng số chi, tức là cao hơn 2,2 lần. Tại các di tích có nhà sư trụ trì, đa số di tích có báo cáo thu, chi, nhưng chỉ là khoản tiền trong hòm công đức. Thực tế, có một số khoản công đức khác dưới hình thức đặt lễ, chuyển khoản, không được phản ánh trong các báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra. Theo đánh giá của du khách, thì các khoản này thường cao hơn so với bỏ trong hòm công đức. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng số thu năm 2022 là 70,8 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng bằng khoảng 40-60% số thu công đức, tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tổng số chi là 54,4 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu 61 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, gần bằng số thu cả năm 2022, tổng số chi 29,4 tỷ đồng.